Hướng tới đối tượng trẻ em gặp khó khăn do dịch bệnh, sáng nay 9 tháng 8, Nhạc Thiếu Nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Thành đoàn Vũng Tàu tổ chức chương trình San sẻ yêu thương đẩy lùi Covid. Chương trình tặng quà cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, sống cùng gia đình trong các khu vực bị phong tỏa hoặc đang phải thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Nhà Thiếu Nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng Thành đoàn thành phố Vũng Tàu đã trao tặng 336 phần quà gồm bánh, sữa và ngũ cốc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, sống cùng gia đình trong khu vực bị phong tỏa hoặc đang phải thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Tổng giá trị quà tặng hơn 73 triệu đồng do Nhà Thiếu Nhi tỉnh và Thành đoàn thành phố Vũng Tàu vận động từ các mạnh thường quân trên địa bàn thành phố ủng hộ. Để đảm bảo các quy định phòng dịch, Nhà Thiếu Nhi tỉnh sẽ chuyển quà đến Ủy ban Nhân dân các phường để chuyển trực tiếp đến từng trường hợp.